Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người học qua hình thức webinar. Sắp tới thì mình sẽ tổ chức rất là nhiều chương trình webinar học online. Ở đây thì để mà tham dự cái chương trình webinar ấy thì mọi người sẽ có một cái link của cái chương trình webinar. Đây chúng ta sẽ ví dụ đây là live bài viết tag người bạn cho nó nhân link. Ok, tôi đã làm đủ 3 bước thì bây giờ tôi sẽ lấy cái link của cái chương trình webinar. Ok, đây là cái link. Đấy, thì mọi người sẽ nhập cái tên là không biết chẳng hạn. Và mọi người sẽ nhập cái email mà mọi người thường dùng để mọi người nhận cái địa chỉ vào lớp học. Ok. Sau khi mọi người đăng ký á thì mọi người sẽ phải kiểm tra email để mọi người kích hoạt lên. Mình sẽ vào email. Đây là email chương trình đã gửi. Đây thì mọi người sẽ thấy này là chương trình này nó sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ và ngày mùng 6 tháng 3 2018 thì mọi người sẽ kích tham gia. Ok. Mọi người lúc này vừa thấy có một cái nút chạy Adobe Flash ấy, nếu mà mọi người không chạy mọi người phải bật để kích hoạt cho nó chạy thì cái này nó mới hoạt động được nhé. Đấy. Thì mọi người cái này thì nó sẽ chưa hoạt động bởi vì là đến 21 giờ thì nó mới hoạt động. Thì đến giờ thì mọi người sẽ vào và chúng ta có thể học được ở trên hệ thống. Mọi người lưu ý nhé, thì chúng ta phải tham gia đúng giờ bởi vì là nếu như mà không đúng giờ thì nó sẽ vượt quá số lượng người, bởi vì lớp học thì nó có giới hạn số lượng người, chúng ta không thể vào được nữa. Đấy. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở cái chương trình webinar do Cương Bích tổ chức. Xin chào tất cả mọi người. Trong video trước thì tôi đã hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký để tham dự một chương trình webinar rồi. Thì trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái giao diện của cái webinar. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, đầu tiên là cái khung chat này. Đấy. Mọi người có thể chat để trao đổi với người dạy được. Xin chào chẳng hạn. Đấy, thì người dạy sẽ thấy. Ở đây thì khi mà chúng ta ở cái chế độ thảo luận ấy thì trong cái phần học thì chúng ta sẽ có phần thảo luận và mọi người có thể đặt câu hỏi. Đây chúng ta có phần giơ tay này. Tức là khi nếu mà mình bật cái chế độ gọi là mọi người được hỏi ấy thì chúng ta có thể nói trước toàn bộ. Đây chúng ta sẽ bật hỏi. Đấy. Và để mà đồng ý bạn được nói trước lớp thì cái phần mềm bên người dạy thì sẽ được kích hoạt và bạn sẽ được nói trước lớp và trao đổi rất là dễ dàng. Thì ở đây là cái giao diện chính của cái webinar. Đấy. Đấy. Chúng ta có thể đây tăng giảm âm lượng hoặc là giơ tay phát biểu. Đấy. Ok. Và với cái chương trình webinar online như thế này thì mọi người cần một cái mạng nó ổn định một chút và trước khi học thì mọi người nên sắp xếp thời gian, bởi vì nó chúng ta cần một cái không gian tốt để học và hơn nữa chắc chắn là mọi người nên có giấy bút để ghi lại. Để chúng ta ghi lại thì chúng ta sẽ dễ dàng học hơn. Hẹn mọi người ở cái chương trình webinar tiếp theo của Cương Bích.